em có vô nhà. Nó thường hay chạy vô đó không? Dạ. Nhưng mà mốt chị đi làm thì chị gọi cho em, chị khỏi đặt gác. Thế em số mấy rồi? Số mốt rồi. Không phải. Số mấy? Em đầm lưu số nè, 0907. Nó số chị á. Em tên Hậu, 1187 đúng không? Đúng rồi. Dạ alo, mình đặt công việc đúng không chị? Dạ. Dạ rồi, đợi sếp đang đến nha. Dạ rồi, em đến liền. Sau khi mà mình ngồi giữa bậc tam cấp mình đợi cuốc thì nổ một cuốc. Và đây là cuốc xe cuối cùng của mình, cũng trễ rồi, mình đi về nhà thôi. Đã gần 12 giờ rồi. Sáng vậy. Hy vọng cuốc xe cuối cùng sẽ là một chiếc xe thú vị. Mình đi Cù Lao đúng không chị? Dạ. Em gửi nó. Để mình ok ok được á, không sao. Trời không sao. Ồ, bóp đồ trong đây luôn hả chị? Để đó cho nó chắc chứ quá nhiều. Dạ rồi, rồi, không sao đâu. Rồi, để em xí. Gì mà lên là thở dài rồi. Thôi tỉnh chết nhậu nãy trời. Mấy lon rồi chị? 2 cây hút ca bự. Chơi uống vodka không à, không có chơi lon hả? Không. Cù Lao là gần hoa hồng, hoa lan gì đúng không? Đúng rồi, nằm nguyên gần quá. Rồi. Em chở đến gần hoa đó thôi nha. Em gần hoa thì chỉ đường cho. Ok. Nói chung chỉ gần cái bãi xích lâu chỉ được. Ngày đầu tiên đi làm. Vậy hả? Mình... Hôm nay là đi làm từ mấy giờ? À, 7 giờ. À, 7 giờ sáng hay tối? Tối. À. Làm có 5 tiếng rồi hả? Ngày làm 5 tiếng thôi, 7 giờ đến 11 giờ. 12 giờ rồi. Tại do ngủ tới giờ không đi về. À. Ủa, sai quá còn câu rồi hả? Vẫn còn tỉnh. Chưa đủ đâu. Wow, vợ nhỏ tiếp nè. Thôi bỏ đi. Để mai đi làm. Này, ngày nay là ngày đầu tiên đi làm. À, rồi. Thấy nó vui không? Cũng bình thường. Công việc này không vui bằng công việc cũ. Hồi đó chị làm cái gì chứ? Làm tô ngăn. Dạ. Mới vừa nghỉ ngày hôm qua luôn, ngày hôm nay đi làm đây. Sao nghỉ hả? Chán nghỉ Tết, sao? Nghỉ được 10 ngày qua đây làm có chí nè. Ai giới thiệu hay sao? Bạn đang làm đây. À. Xỉn mà giống mặt giống quả vậy. Giống mặt đỏ. Dạ. Vui vẻ không ạ? Năm mới là chỉ có vui vẻ không ạ? Sao bỏ thu ngân à? Thu ngân không? Phải bỏ đi, thử việc ở đây thôi, nếu không được vậy làm thu ngân. Đã à. Nghỉ được 10 ngày. Tết giờ đâu có về nhà đâu. Sao vậy? Ở lại dịp Tết. Nhưng mà làm bên không massage, mình chỉ làm thu ngân bên massage thôi. À. Tại vì lúc kệ bên đó đang dịch bệnh nên không dám về. Bên đó đang, bên đó đa số là khách Trung Quốc chứ Đài Loan nhiều. Trời ơi, ôi. Nên nghỉ bên đó đang dịch chuyển bên đó. Mà chị nghỉ trước khi dịch hay là sao vậy? Nghỉ trước dịch. Để em ngồi xa xa ra xíu. Ê, cái kiểu này giống như học sinh cá biệt nhờ. Trước khi nghỉ đã đo nhiệt độ rồi. À chưa, chắc đâu. Chắc rồi. Đây chỗ làm có máy đo nhiệt độ mà. À. Trước khi nhận khách đúng không? Phải đo nhiệt độ coi có dính corona không mấy người. Trời đất ơi. Trước khi nghỉ nhận đo nhiệt độ rồi mấy người. Đúng mà chị làm trong chọn trong mùa dịch là em quay lại em trả chị lại chỗ này. Trả là trả giờ cũng dính rồi rồi chung nói chuyện ấy cũng dính. Trời ơi. Không chết có số hết trơn. Em thì không sợ corona, em sợ cô đơn quá thôi à. Cái câu này nghe quen lắm, mấy ngày nay hình như trên mạng ai cũng nói câu đó rồi. Nói chung là tới số chết thì sẽ chết thôi, vì né nữa nào cũng chết thôi. Không bình corona cũng cái vụ mà né né ở trong nhà á, chết đói. Không lo đi kiếm tiền, tới ngày đứng đứng trong nhà mà mốt bị chết đói. Ở chỗ là người Hàn Quốc không hay Trung Quốc không? Hàn Quốc với hay Nhật thôi, không có nhận khách Trung Quốc, mà bữa thường tiên không có khách Trung Quốc. Dạ. Lỡ Trung Quốc vô đuổi nó hả? Đuổi, không nhận khách Trung Quốc. Kì vậy? Ừ, chỉ nhận khách cho Hàn với Nhật thôi. Thì như đa số là Hàn Quốc, Nhật Bản mà qua bển. Qua bển. Đúng rồi. Đa số. Có nhận khách Việt không? Không. Không luôn. Ở đó không bao giờ nhận khách Việt. Ngộ nhờ. Qua chưa? Nói chung mỗi người vô ngồi là bày là được 5 tỷ. Đó, dạ đâu cũng vậy hết mà. Ừ. Nếu đi thì khác, còn đi thì khác. Nhưng mà đâu có lương cứng đúng không? Không biết có làm đây được dài lâu không? Hay về chứ làm lại làm thu ngân không biết. Thu ngân hả? Thu ngân có vẻ là ổn môi trường nó mấy hơn. Nhưng mà thu ngân vẫn lương khá không? Chính
Ồ, 9 triệu mà bỏ. Tưởng bỏ đâu, nghỉ 10 ngày mà. À, nghỉ 10 ngày mà. Thời gian này nó hưởng tiền hả? Ồ, 9 triệu là ngon lắm, có tiền. Mỗi tháng tăng cây được mấy triệu. Trời. Còn đây nhậu tối ngày mệt lắm. Tôi đang suy nghĩ thôi, trong thời gian này nghỉ 10 ngày. Chị ở đây hay quê ở đâu? Đồng Tháp. Đồng Tháp 10 có ba bánh cánh hả? Ừ. Gái Tháp 10 lóng lánh xinh xinh đúng không? Làm lễ tân còn bạn nhàn hơn đúng không? Ngồi cả ngày không được đi tới luôn, nói chung cái gì cũng có cái khó riêng của nó. Bên kia bị áp lực hơn, bên đây muốn nghỉ nghỉ muốn làm. Và bên kia mỗi tháng chỉ nghỉ được 2 ngày thôi mà phải xin phép trước một tuần. Mình lễ tân hả? Ừ. Nói chung cái nào cũng có cái khó riêng nó, không có đơn giản. Chị tên gì nhờ? Xin tiên. Tiên hả? Ồ. Ủa sinh năm bao nhiêu? Chị bao nhiêu? Thôi trả lời trước, hỏi trước trả lời trước. Trời. Em 18. Sinh năm nhiêu? 18. 18 là sinh năm nhiêu? Cái nào có suy nghĩ tính thời gian không? 2K2. Nãy giờ suy nghĩ mỗi giờ mới tính được cho nó xạo. Còn chị? Thôi nó xạo không trả lời thôi. Thôi chị nói thiệt, 22. 22 đúng không? Ờ. Đây 25. Ồ, giờ chị lớn nhiều. 95. 95 là chắc là chị có người yêu rồi hả? Không, độc thân mới đi làm chứ có nghiệu đi làm chị có nghiệu thì không muốn xin vô làm công việc vậy đó. Nhưng mà chị làm công việc vậy sao rồi sao có nghiệu được? Không muốn có nghiệu không, mình không biết tính toán như thế nào thời điểm thử là năm nay là 25-26 tuổi đúng không? À. Mình phải có cái gì sự nghiệp cho bản thân của mình chứ, người yêu sao? À. Yêu đâu muộn đâu, thời nay phụ nữ không có tiền hay là đàn ông không có tiền đều bị phụ, thử em không có tiền hay như tới thời điểm nào đó thì bộ em muốn chán thôi. Đừng, hồi nay không có thể là một trái tim vàng, một trái tim mà hai quả tim vàng một mấy thì chấm. Ông xanh này kìa. Ủa? Sao ông bấm chạy luôn thì xanh. Ông xanh thôi, ông chạy đúng rồi. Thấy không? Ông xanh lè, ông chạy đúng rồi. Ông yên đám chậm. Trời, chị nói chuyện mà cái mùi rượu nồng nặc luôn á. Bây giờ mới nghe được. Vậy mà vẫn còn tỉnh táo á. Tỉnh cái nào phải biết đường về nhà chứ. Chứ không, chị mà không tỉnh là em chở đi luôn rồi. Thôi bớt đi cưng, không có đường nào chở được đâu. Em có vui nhờ. Hả? Nói chuyện vui vậy. Dạ hả, cảm ơn nha. Có thường hay chạy vô đó không? Có thường, dạ. Có thường hay chạy đi làm, chị gọi cho em, chị khỏi đặt gác. Chị chạy tiền bán vậy. Ok. Mấy giờ thường, mấy giờ chị về? Thì tầm 12 giờ. Ồ, giờ đúng giờ, giờ em cũng kiếm cút về nhà luôn á. Cái thiệt mà khỏi gọi người khác mất công, tại vì đặt thì em cũng phải chia 100% là chưa vô việc đúng không? Đúng rồi. Chị mới bấm chị, nếu mà chị gọi em nhưng mà em chạy 2-6-7 nhập à. Chị gọi em đúng hơn tôi giống nhớ ngày thôi, em đặt giờ nào thì trở về ngày đó thôi. Ok. Thế thì nếu mà mai mốt chị gọi á, chị lưu số em lại chứ muốn chị về chị gọi em hẹn lại. Chị cứ lưu em là anh tài xế đẹp trai á mà cho dễ nhớ. Ủa số em số mấy rồi? Nãy có một người gọi cho chị nữa nhưng mà hỏi là em. Ok hả? Kỳ vậy? Ủa số vô việc đó khi bị lỗi em. Số em số mấy rồi? 91 rồi. Không phải. Số mấy? Để anh đọc lưu số nè. 0907. Ok. 520. Tên gì? Em tên... Nói số chị á. Em tên Hậu. 1187 đúng không? Đúng rồi. Ok. Em tên Hậu. Hậu Cú Te á. Cái gì? Hậu Cú Te. Ok, chị đặt em Hậu Cú Te cho em vừa lòng mất dạ em. Cú Te nha, đừng thêm do vô chết luôn á. Thèm à. Lần đầu tiên chị đi làm với bằng chị thích cái gì quen rồi, chị không thích gì lạ. Đi xe hay bất cứ chị làm đẹp hay bất cứ là chị muốn làm một chỗ là không muốn gì rồi. Nhưng mà làm nó hại sức khỏe lắm, chị nên làm lễ tân đi, lễ tân nếu mà 9 triệu là ngon mà. Nhưng mà có những cái em không hiểu được. Ờ, ok. Có khi gia đình chị cần á nên chị phải gì chị gia đình chị khó khăn như thế là phụ gia đình chị nên những cái không đủ trong cây phải phụ khó phải làm thêm. À, ok. Chứ đâu ai muốn vô làm cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Chị gửi tiền về quê hả? Đúng rồi, hàng tháng phải gửi về cho ba má. Tháng gửi ba má. Gửi quê hả? Ồ, phải gửi 5-6 triệu luôn. Tiền nhà chịu 6 nữa. Thì bởi vậy. Trời ơi. Với thời gian trước chị tăng ca được, thời gian này của làm chị không còn tăng ca nữa nên chị phải đi làm. À. Với điều kiện chị làm chị chỉ ngồi uống thôi, là chị không có đi. À. Hay đi nhưng mà chị không có đi, chị ngồi uống thôi. Đi là sao chị? Người ta đi, nói chung là phải biết chuyện của người ta chứ. Kệ vô chỗ mình kiếm anh nào đẹp trai, trẻ đẹp, giàu, hốt ảnh luôn. Mơ mộng chi điều đó em, hả? Sống chị không mơ mộng ai lo, chị em bất cứ gì hết. À. Chị cũng muốn bản thân mình làm tốt hơn. Đồng tiền mình lúc nào tự làm ra cũng sống hơn người khác á. À, em chở ai cũng kêu là không muốn chơi 27, 28, 30 mấy luôn, không chịu lấy chồng, không chịu có bồ luôn.
hàng diện trai tụi trẻ em ế hết. Em còn nhỏ em mới gì. Mèo phải là cưng nghe chị đường cho em. Okay. Đâu phải chị nhậu sẽ mà sao nghe chị hết giống như khóc vậy. Không em uống rửa trái. Ok. Chị chỗ uống mà. Mở shop hả? Dạo nặng thiệt cái chị bọn. Đây này. Mở xíu nha. Để em coi coi. Để em coi lại. Hai mấy chị? Ok, cảm ơn chị. Bye bye, chị ngủ ngon nha. Ủa, có trả lộn không ta? Chị tên là gì? Sau này là Suy Huỳnh. Là chị. À. Trời ơi, biệt danh mà. Ồ, biệt danh mà. Suri hả? Suri Candy. Dạ, yeah, ok. Bye bye Suri nha. Ok, một chị gái chủ động xin số điện thoại để lần sau mình chở chị đó ha. Hy vọng là anh em thích chiếc xe này và nhớ là subscribe một kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.